Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Hòa Bình. Thì hôm nay em xin làm video để hướng dẫn cho mọi người cách tăng giảm nhiệt độ, hay còn gọi là cách điều chỉnh cái độ đồng nhạc đối với dòng máy in công nghiệp của Godex. Thì hiện tại em đang sử dụng chiếc máy in Godex AS2250i. Thì đối với các dòng máy công nghiệp khác thì mọi người có thể làm tương tự giúp em ha. Thì nếu như cái bản in của mọi người in ra, em sẽ in thử ra cho mọi người xem ha. Đây em sẽ in thử cho mọi người xem. Bản in của mọi người in ra nó sẽ bị mờ như thế này, hoặc là nó bị nhòe quá thì mọi người cần phải tăng cái độ đậm lên hoặc là giảm cái độ đậm xuống để đảm bảo cái chất lượng của bản in của mình đẹp nhất ha. Thì cái cách này thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người thao tác, đó là mình sẽ thực hiện trên chiếc máy in này, không cần phải điều chỉnh gì trên driver, mình sẽ thao tác thực hiện trên này. Thì các bước của nó khá đơn giản và cơ bản, thì mọi người hãy thực hiện theo em nhé. Thì đầu tiên thì mọi người hãy nhấn giữ cái nút di chuyển sang phía bên phải này giúp em ha. Nhấn giữ nút này 3 giây để nó sẽ vào menu. Đây, 3 giây nó sẽ hiển thị ra cái menu điều chỉnh. Thì ngay cái phần printer setting, đây, ngay phần đầu tiên đây luôn nha mọi người. Mọi người enter vào, nhấn ok vào. Sau đó mọi người di chuyển tới cái mục setting phía bên góc phía bên này, thì nhấn bằng cách là nhấn phím di chuyển của sang phải ha. Đây, tới mục setting, setting ở đây nha mọi người. Sau đó mọi người enter vào. Thì cái mục đầu tiên ở đây, đây là mục đắc nét. Thì đây là cái mục mà mình cần điều chỉnh, thì mình sẽ nhấn enter vào để mình điều chỉnh. Hiện tại thì cái thông số của nó đang là mức 4, thì mọi người cần tăng lên, thì mọi người cứ tăng từ từ lên để tới lúc nào cái bản in của mình được ra được cái bản in mọi người thấy đạt hoặc là phù hợp nhất thì mọi người dừng lại. Thì bây giờ em sẽ thử tăng tới 9 ha, nếu không đạt thì mọi người có thể tăng tiếp. Đây, sau đó thì mọi người nhấn enter để lưu lại, sau đó nhấn nút trên này để thoát ra cái màn hình bên ngoài. Rồi thoát ra màn hình này rồi mọi người di chuyển tới cái nút exit để enter để cho nó ra màn hình bên ngoài ha. Rồi sau đó em sẽ in thử lại content này ha, xem nó có đạt được yêu cầu chưa. Đây mọi người thấy so với content cũ thì content mới nó sẽ đạt đậm hơn rồi ha. Còn nếu như mọi người vẫn thấy không đạt thì mọi người làm thao tác như lúc như vậy, như lúc này giúp em ha, và menu tăng tiếp lên để cho nó ra được cái bản in đẹp nhất có thể ha. Tăng vào setting, vào mục darkness đó, cho mọi người tăng lên 9 không đủ, mọi người tăng lên tới 14 ha. Đây, sau đó di chuyển thoát ra ngoài giúp em. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành in thử lại. Đây mọi người có thể thấy cái lần chỉnh thứ ba của em nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với hai lần đầu. Thì cái việc tăng này thì tùy thuộc vào chất liệu giấy và chất liệu mực để can, mực đây là ribbon hoặc là chất liệu giấy để can của mình sử dụng, để mình có thể được tăng lên cái mức vừa phải, chứ nó không cố định ở một cái thông số cơ bản nào của chiếc máy nha mọi người. Đây, nhưng mà trong lưu ý khi mà mình tăng thì mình đừng có tăng quá cao làm cho nhòe bản in, đi kèm với đó thì cái đầu in nó sẽ đốt với nhiệt độ cao hơn, thì ra nó sẽ dễ bị hư hỏng hơn nha mọi người. Mọi người cứ tăng ở mức vừa phải đẹp nhất có thể thì mình có thể là sử dụng. Đây, như thế này thì em thấy là đã ok. Thì trên đây là các cách và các bước để thực hiện quá trình tăng giảm nhiệt độ hay là độ đậm đối với dòng máy in công nghiệp của hãng Godex. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là mọi người cần hỗ trợ thêm, mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.